Quân ơi, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của Quân nhé. Thì hôm nay Quân tiến hành lạc gạch nền cả phòng ngủ này. Thì ở đây Quân sẽ dùng cái mảng kéo đang cưa tăng giảm được này để lạc nha. Thì trước khi lạc gạch nền này, anh em nhớ tưới ngấm nước nền thật kỹ. Có nghĩa là anh em tưới đi tưới lại nhiều lần để cái nền nó không hụt nước nữa. Mình đợi khô ráo thế này thì mình tiến hành lạc. Thì anh em có thể lạc 100% bằng ngô dâu hoặc là có pha keo cũng được nha. Thì ở đây Quân có pha thêm 30% keo, 70% mùi dâu và 30% keo thì giúp mình lạc gạch nó dễ hơn nha. Thì có keo vào thì tỷ lệ bám dính nó sẽ tốt hơn, cũng như là có keo vào thì nó lâu rút nước, lâu khô hơn nha. Thì mình lạc sẽ nó sẽ dễ dàng hơn nha. Thì anh em nào lạc bằng mùi dâu vẫn lạc được bình thường nha. Vì bên chỗ Quân thì có công trình người ta không có mua keo, thì bên Quân vẫn lạc được mùi dâu bình thường. Lạc bằng hồ dâu thì anh em tưới nước ngấm nên cho nó thật kỹ, đến khi nó không hụt nước được, không hụt nước nữa thì mình lạc được bình thường nha. Thì ở đây Quân đang lạc về nên về khổ gạch là 80 vuông, và Quân sẽ chỉnh cái mảng kéo này nó rộng 79 phân nha, để tránh trường hợp hồ dâu thừa nó xì ra hai bên. Thì cái mảng kéo này nó rất là tiện anh em, cái này nó có thể tăng giảm được theo khổ gạch từ 60 đến 1 mét, chỉnh nghiêng được độ dày mỏng hồ dâu, nên anh em muốn lạc khổ gạch bao nhiêu cũng chỉnh được hết nha. Dù anh em lạc khổ gạch 60, anh em kéo cái mảng rộng 60, khổ gạch 80 anh em kéo nó ra rộng 80, và 1 mét anh em kéo nó rộng ra 1 mét, cũng như là cái độ dây mỏng hồ dâu cũng được luôn nha. Thì bên Quân đang hiện tại đang chỉnh nghiêng 20 độ, thì Quân sẽ kéo hồ dâu ra dây 1 ly, và khi mình gõ xuống thì nó còn khoảng tầm 4 đến 5 ly nha, là vừa nha. Thì khi mình cả nên mình chưa cả gạch lẫn hồ dâu là 1 phân rưỡi, thì mình lạc xong nó sẽ đụng ngay cả mực của mình, đúng ngay cả mực mình sẽ đã chó nha. Thì ở đây Quân sẽ lạc bằng ké cân bằng tại sử dụng 1 lần. Thì việc anh em lạc ké cân bằng này thì giúp anh em lạc nó rất là nhanh, cũng như là đảm bảo cái độ phẳng tối đa nhất nha. Anh em có thể sử dụng ké tại sử dụng hoặc là sử dụng 1 lần đều được nha. Thì bên Quân có bán tất cả các dụng cụ chuyên dùng ốp lạc gạch như bàn kéo răng cưa, bàn gạt kéo răng cưa, bẫy răng cưa, ké cân bằng, con đùi gạch, bàn đẩy gạch, máy laser. Nói chung là cũng có bán tất cả các dụng cụ chuyên về ốp lạc gạch luôn. Anh em là có nhu cầu mà mua cái sản phẩm về ốp lạc thì liên hệ Quân nhé. Quân này xin cảm ơn nhé.
Thank you.